Bicicla. Ok và chào mừng các bạn đã đến với một clip mới trên kênh của Zeno nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chế độ Minecraft thử thách người tàng hình. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi ở trên một block. À không, ngày hôm nay chúng ta chỉ có thể khai thác ở một block thôi. Và nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay đó chính là phải tiêu diệt anh Golem. Đây, đó, và đồng hành cùng với mình đó chính là Noob Team. Chào mọi người đi. Hello, ok, thì ngày hôm nay mình sẽ là một người may mắn đầu tiên được làm người tàng hình nha. Đúng rồi, mình thử thách mà không làm người tàng hình thì còn ai vào đây nữa? Và người tiếp theo đó chính là ai mà ai là người may mắn tiếp theo đây? Nào, quay sổ số đi nào. Đây, tay bi xe đâu này? Ok, tay bi xe và tay bắn. Bắn nè, bắn nè. Bắn kìa, bắn kìa, bắn kìa. Bắn kìa, ôi dồi ôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lấy hiệu ứng tàng hình nha. Ok, chúng ta đã có hiệu ứng tàng hình rồi. Từ từ anh ơi. Đấy nha, ngày hôm nay chúng ta tiêu diệt được mấy người, tiêu diệt được thanh niên thì chúng ta sẽ được sao ra? Được. Ui gỗ kìa, ui ai nhặt được gói? Anh đi nhặt rồi. Không, anh đi chưa nhặt được. Anh đi nhặt đây. Ăn đồ ăn đi. Con lợn này đâu ra đây? Con lợn, đấm con lợn lấy thức ăn chứ. Lấy thức ăn đi. Con lợn. Ngày hôm nay nha, người tàng hình sẽ chỉ có một mạng duy nhất còn nè. Ai nhặt được thịt đấy? Đúng. Tôi rồi. Nữa ai nhặt con này đi xem nhặt hả? Còn nếu mà không xem được cái gì đâu. Mấy thanh niên lên kia mất anh Golem ấy thì mấy thanh niên sẽ gọi là hết mạng nha. Còn nếu mà vẫn còn anh Golem thì từ từ đã. Đợi banh. Ừ, banh ngoài đi, Zeno chưa làm gì đâu mà. Anh đi nào mà crap là tới chuyện. Đập banh crap đi anh em, đập hết banh chế tạo đi. Ấy à, đây hay chưa? Có anh đi đập mà biết ngay mà. Có đập đây này. Sao lưng cái nút ơi. Không cho crap nha. Thấy banh chế tạo là tới một chuyện liền. Áo bên chúng tôi à. Làm sao? Ấy à, kê. Anh thích nghe lại nhặt được kìa. Mình chí banh ơi, từ đấy nha. Ui, số nước. Oh my god. Đây, Zeno có đồ rồi, thoải mái rồi. Ấy, đâu vậy? Anh Linh Văn đấy. Cẩn thận, nào đi. Đi. Nào đi. Mọi người, bị xe sắp đi mà canh mà lấy sắp đi rồi, trời ơi. Nào đi mọi người, núp chạy vòng quanh đánh bừa cho chúng thì ủa. Đúng rồi, em chạy vòng quanh có gì em nhặt cho. Ấy da. Ấy vậy. Rồi rồi, nhanh xong rồi. Có thức ăn. Đây đây về chỗ Zeno. Có thức ăn. Đâu bạn chết tạo luôn, nào. Ui, đấy thấy chưa? Có xô nước thấy chưa đấy. Ăn rồi. Nào mọi người vào hỏi quanh video sắp đi rồi mà chả chịu quay. Đấy, vây quanh ăn rồi. Ăn đi, ok, sắp đi thì ăn được vô. Trời ơi, thiên nhiên. Lấy đâu ra thức ăn, trời ơi. Đây này. Có gì không? Chừng như nha. Đâu mở được xương này vậy? Đâu mở được mà. Đâu? Không có gì hết trơn á. Tự nhiên cầm kiếm kìa. Nâng cấp rồi. Đó à. Nào, sao lại đấm người ta vậy? Tên như kìa. Đây, yếu ơi, nhặt đi. Đây. Em có rìu, mấy thằng này tớ chịu rồi. Này, gỗ này. Đi cần. Hồi máu đầy đủ đây, đi anh nha anh. Sau đó chúng ta đi đừng đi vào trong chỗ người ta đập vào lắp. Thì coi đây này, đó, rồi đập đi. Có thích cần đây này. Để mình đi cho bên này. Ăn ổ bánh mì kia gì vừa gõ một ghét này. Ây da, tao đưa gõ pixel kìa. Ây da, xin lỗi. Honey, trời, Honey ơi, pixel đang đào block, đừng chui vào chỗ block. Ê, có đi ăn bên này ơi. Rồi, ăn là tới không chị rồi. Làm sao, Ây da, nhìn tao tao nghĩ ăn chém không? Nguy hiểm lắm. Đây, mình sẽ để như này. Ai đấy? Anh ra đi kìa. Ui, pixel quýnh được một thanh niên trúng một cái. Nó quýnh được mấy cái. Có thanh niên đấy à? Có thanh niên vào Golem à? Có thanh niên vào Golem rồi. Nani? Ok, đi sao đâu à? Thanh niên này cho Nani này. Bánh mì này. Bánh mì. Úi dồi ôi, ngon, được đầy. Nhiều rồi. Đây nữa. Đây. Làm sao ta đầy máu đấy? Làm sao? Ui. Chạy. Rồi. Cái bánh mì đây. Zeno có bánh mì chưa? Có rồi. Trong đó là đúc rồi. Cái đủ hồi nó rồi, đủ hồi máu rồi. À. Cái con lợn. Heo kìa.
Dạ, chém nhau luôn rồi. Mày đi tự đánh nhau kìa. Nhìn hai lắm. Quân ta đánh quân mình. Kìa kìa, có thích như gần đây này. Kìa, yeah, bên đây này. Ê, bên đi qua kìa. Thông qua đi, không không, nguyên đi không thông qua mà. Đánh được golem đâu mà đánh. Đánh là ngủm liền chứ. Thưa anh em anh, bây giờ chúng ta chưa có thể là đánh được golem đâu. Thấy không? Béo đấy. Mời, sao đánh được. Ôi giời, định đánh tôi hả? Định đánh tôi hả? Định đánh tôi hả? Định đánh tôi, định đánh tôi hả? Bổ ai? Bổ ai? Bổ ai? Bổ ít rồi. Ow! Kìa kìa. No! Ăn đi! Nhắn đi! Mình cứ gõ có bao nhiêu thôi. Đi! Có bao nhiêu mình cứ đánh thôi. Từ từ đã, từ từ đã. Thì mấy nhiên nghèo là mình thịt cô leo nên là. Bao cái à? Ủa xe nó nhiều gỗ lắm rồi Vanh ạ. Vanh cũng lâu Vanh cũng gặp, bình gặp, thường gặp, không, gặp. không nhiều lắm. Mới đánh chín hình đi nữa đây. Rồi từ từ nhá mọi người cẩn thận. Kìa có thanh niên kìa. Rồi xeo đầy máu rồi. Ơi anh đi kìa. Thấy chưa đánh anh đi kìa. Anh dám cái đút này vậy. Đừng có đánh anh đi nha. Thưa anh. Cười đi nhá. Dụ đi nhá, dụ đi nhá. Dụ kiểu gì, dụ kiểu gì, thấy hết rồi, thấy hết rồi. Hai đưa em cây kiếm đi. Này này, đưa em cây kiếm đi. Grab này, grab này khăng. Đừng, quay đi lụm. Ở đây. Kìa, cho ăn đi kìa. Cầm cái gì kìa ăn đi. Cẩn thận nhá. Cẩn thận đã. Mình chơi rồi. Đánh đi. Mày nhìn không qua mắt được em đâu. Anh đánh mì trước mặt đi, xem này, anh đánh trước mặt này. Ui, nặng người. Còn phù. Ủa đánh anh đi kìa. Quê. Nhanh đi đánh lại đi. Cay quá. Đi đánh. No. Nhanh. Úi giời. Nhiều thức ăn quá. Mày nhặt được hết chưa? Nhặt hết rồi. Làm sao mà nhặt được. Ê da, cẩn thận đúng rồi. Ê. Ê, cẩn thận Zeno. Chiến. Ôi trời rất rồi. Lần này cày thế nhở. Cũng khó anh ạ, cũng khó. Á. Ui chém bừa chém trúng kìa. Mình có cách. Chạy cái gì? Đâu rồi? Gì? Ê anh golem ấy nhở. Anh golem đây này mọi người. Hả? Anh golem đi. À mất đi. Mất đi đẩy golem mà. Ôi anh vừa chạy qua bên này này. Anh cho xin ít bánh mì. Anh golem lại đi. Anh ơi. Zero hình như vừa đặt nước để cho anh. Ra đây. Johan ơi. Còn đúng cây gậy luôn. Ui bọc cái golem mà kìa hại. Không, anh lúc nãy bị lũ lút hết đồ chứ có gì đâu. Thì trên tâm người có mỗi cây gậy à. À có thanh niên qua bên này anh em ơi. Thanh niên qua đấy rồi. Làm sao? Thích solo, thích đi solo. Cẩn thận anh ơi, cẩn thận. Xong rồi. Anh đi nè, nhau đây là xong rồi. Đây, lại lên rồi, lại rồi. Đi này mọi người ơi, cứu. Hai vũ khí không? Cứu không có. Nè, gỗ này, gỗ này. Cứu. Đó là lừa thôi. Lừa thôi. Ôi, yếu quá rồi. Thôi chạy thôi, chạy thôi. Mình chơi. Chơi mà chơi chạy. Mấy cái nhét. Ở đây đâu tấn gỗ mà cho, trời ơi, đập đi. Ui, mình nhiều gỗ lắm mọi người ạ. Đấy, chết tiêu rồi. Đây, bảo vệ anh golem vô là được. Ui giời. Ôi, ghê. Thích, quất tôi, sao? Đập này đi, từ át, đập. Chạy hả? Dập em là, ấy da. Cây thế nhờ. Ra, lúc lượt lại gỗ rồi. Kìa, lên luôn. Không sao, chạy được rồi. Bây giờ. Phá bờ lóc đi, bây giờ phá đi. Có thanh niên lên là biết. Giết kẻ làm gì? Là đón. Giết kẻ làm gì? Ây da. Không sao, lúc lượt bánh mì. Ok. Cảm ơn nha. Chiến thuật hết rồi.
gỗ nó chơi rồi, nó làm sao gỗ vậy ta? Nó thầy kỳ gỗ rồi bà ơi. Mình nghe có tiếng bắt block đâu ta? Có đâu, anh đi đập đấy. Này. Đây 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 có đây, bên đây, kia luôn. Bên kia luôn. Hai bên đây mà là có hai bên đó đâu đúng không? Có, đi qua, có tiếng bên đây này. Ai đi bên này hết này, cầm hai kiếm đi này. Honey ơi, đã không ấy thì thôi chui vào đây cũng được Honey ạ. Đừng có cố. Bánh mì nữa ạ, ừ. Phao cho mấy tinh nhân phao bánh mì làm chi? Trời, tôi không có kiếm rồi. Rồi đi đào đó. Mấy tinh nhân bây nghèo lắm mọi người ạ. Có bao nhiêu mình xin hết. Cứ nhớ hết. Nữa. Đến đây, đến đây, đến đây, đến đây. Này, cay đấy nhỉ. Này thì, làm sao? Chặt gỗ đi, chặt gỗ đi, phía sau kê, phía sau đầy máu. Ôi đúng nhiều thức ăn lắm, thoải mái đấy. Núp đây, nó ra chỗ núp kìa, ra chỗ núp kìa. Đây này, đây này, gần đây có thích viên này. Đúng rồi, Zeno, đúng rồi. Kìa, đây này, Zeno, sao bên kia kìa. Anh đi đứng bên đâu đây này. Thì em đứng đây, em ngó. Làm sao, Thằng Vinh xeo ơi. Làm sao cơ? Thì đây sao đi đó, đi qua đây chứ. Từ tiêu diệt đồng đội rồi. Anh đi đứng trước đài núp đứng đây núp khô máu này. Mày thanh niên đi vào đấy. Đó, có thanh niên Zeno chui vô rồi. Giờ có thanh niên nào à, núp đặt block à? Làm sao? Đánh tôi và đánh tay không à? Em hỏi luôn. Đúng rồi, làm hết đi anh. Sao Văn làm nói, Có ngồi nghỉ solo như hai người đàn bà đấy. Khang ra chém video này. Nghe tiếng bên này ý. Đây đây. Tí nào cô núp đây. Ông không có. Đây, cần chỗ dương có thanh niên này. Con đi đây gần Honey kìa. Con đi vô núp ơi. Ờ biết mà, thanh niên này lang thang nãy giờ mà. Rồi, rồi. Ôi trời ơi. Một thanh niên đi núp. Hay quá. Một thanh niên đi. Thôi xong rồi. Bánh đánh núp nhưng mà. Nhưng mà cô mày em đánh chúng cô leo. Anh. Non. Yên tâm, nghe nó gánh. Gánh kiểu gì? Anh kiểu gì? Anh vào đây em bảo. Đây. Thôi không động anh Golem rồi, anh Golem đánh đau lắm. Không, chúng ta ra thịt đây. Đây em cho nó một trái bí. Đó. Ơ, người ta chết rồi mà. Ơ kìa. À thế là. Ơ, đừng. Cẩn thận nha, anh Zeno vẫn còn cái xô nước ấy, nên Zeno đẩy được xuống ấy. Hình như Hành Niên mới chui ra đây. Đây đúng rồi, Hành Niên chui ra đây đúng rồi. Đâu? Em nghe tiếng chân, em nghe tiếng chân. Đâu? Trên đâu có ra? Có lắm, có thanh niên khang nghe tiếng chân. Thính lắm. Ê, làm sao để đẩy anh Golem? Ê, ê. Làm sao để anh Golem? À, thanh niên là đẩy anh Golem thì... Vào đi anh. Thanh niên nào đây? À, thanh niên Zeno lại qua bên đấy à? Nào. Ghi thanh niên đang trong đây quá ta. Lấp cái chân vào, lắp lại hết đi. À đi còn bển, đi còn bển nào bánh mì bánh kìa. Trời ơi, thật kỳ ạ. Đến đúng. Đúng đi chặt cô. Đi đi đúng. Wow, mình có hẳn 17 bánh mì luôn ạ. Ây da. Một người làm sao dí được hết. Gì vậy, bị xeo heo nhảy. Thích kiếm đây. Ngày hôm nay thủ thách ngày một gọi hoàn thành. Chắc là Honey gọi là trận 2 thì cúp điện rồi. Cúp điện rồi. Cúp điện rồi, thế thôi mọi người chơi đi. Ui không sao. Gì đâu mà. Ngày hôm nay mà Zeno hoàn thành được cái thử thách khó. Ui rồi ôi thanh niên. Này thanh niên Khang phải núp nhá. Thanh niên nào? Trời ơi Khang rồi. Ngày hôm nay mà mình hoàn thành được cái thử thách này thì các bạn phải cho mình 10.000 like nha mọi người. Đây. Ok thì đây thanh niên Khang à. Thí sanh tiếp theo để cho mình sẽ dồn gốt cho Khang nha. Đó. Ui ôi mấy thanh niên nào nhiệt tình thế nha.
Ủa, anh đi đâu đâu rồi ta? Ủa, anh đi qua đập, 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 đập qua lên luôn à? đập luôn chứ. Gì, đẩy, 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 đẩy xuống vực. Ê, sao qua bên này kiểu gì vậy? Không, mới đi game. Bắt cua, ui giời, ngon. Có thiên nhiên nhặt gỗ, có thiên nhiên nhặt gỗ. Tôi tin đấy, nghĩ rằng tôi tin đấy. Táo này. Ôi giời. Ê, nhờ nhặt nhanh vậy. Đi kiếm đi. Kiếm đi các anh em. Ê, cô, nào đây. Ấy có thiên nhiên đấm pixel này không? Đây rồi, có kiếm rồi, đây này. Núp này, thiên nhiên nhặt gỗ rồi. Đâu, kiếm đâu. Ok, rồi ok, đây nào đi. Núp bảo ok đây đâu. Ấy à. Kìa. Lâu lâu chém nhầm. Thử luôn golem luôn anh em. Ở đây mọi người. Ui giời, xử đây, xử không cái. Ê, có anh đi qua golem kìa. Đẩy cái gì, đẩy cái gì. Đấy, thì đi khang bên này thì vắt kẹt rồi, săn luôn. No. Săn luôn đi, săn luôn đi, săn luôn đi. À, thế chạy được kìa. Trời ơi, mình đang đẩy. Cái đấy kìa. Nhanh đấy, nhanh đấy. Chỉ cần sao. Ê, có thanh niên này, ui giời. Ui giời. Ui giời. Đi xeo làm lại cho anh. Hết đồ rồi. Kìa, lại qua kìa, lại qua kìa. Tưới nhá, tưới. Đấy, ai, hình như là thanh niên đấy là thanh niên. Làm sao, làm sao. Ăn đấy, ta có kiếm này, ta có kiếm này. Có ai đó, có ai đó, đi xe có ấy mì, đi xe có ấy mì. Không cần đâu, ai núp đứng canh gác đây à. Kế hoạch thất bại. Trong trong xô này có lava gì đâu ấy. Lộn, trong xô à, trong xô có lava. Ôi em lộn được rồi đây. Từ, bình tĩnh, Em lộn được xô lava nhá. Đừng đổ bọn nhá. Anh em vào đây bảo vệ đây đó. Ôi, tôi có nước này. cho Zeno, cho Zeno đã. Cho Zeno đã. Cho Zeno đã. Mà mày cho Zeno solo vào đã. Mày. Người đã bị khắc chế rồi. À nào qua thiếu kiếm, không? Có, thiếu lắm. Này, Vanh cho gỗ này Vanh. Nào. Đó, nhặt gỗ đi, Làm sao, Chém ai cơ. Ui, Vanh ơi, rớt đồ rồi. Bánh mì, nhặt bánh mì được rồi. Chém Vanh, vẫn hết máu rồi. Tự nhiên chém Vanh rồi. A. Nhặt đặt xuống nước chẳng ngờ mất được nha. Kìa mất xuống nước rồi, Kìa mày thích ăn miếng bì bên này. Ăn. Ôi, vứt nhầm cục đất thôi ấy. Ôi, xin ăn mất cục đất. Xin mất cục đất. Mọi người cứ ở đấy đây, núp ở đây. Gỗ này, Vanh. Gỗ. Đạt có thanh niên sang đánh núp cho xem này. Ê, bảo kê ơi. Ôi, bánh mì ơi, không được bánh mì. Chưa kiềm chế xong. Nè, nó đánh tam rồi. Ê, thích nghiên nào, đây này. Đây. Vào đây. Vào đâu? Làm sao? Vào đâu? Làm sao? Ui, thích nghiên một chém đau ấy. Làm sao? Thích nghiên đau lắm rồi đấy. Làm sao? Rút đi càng. Rút. Bánh mì. Ê, có lem kìa, Ôi. Ôi, đi, đánh nhau. Hay quá rồi. Áo thật đấy. Chết giả rồi, anh Golem đã phản rồi. Thế nên đặt block cho anh ấy vào coi. Đừng đập anh đấy. Nên đặt block cho anh ấy vào đã. Đi ra đây, anh ấy sẽ bảo vệ bọn mình. Đúng rồi. Vậy kiểu gì? Ôi sao anh Golem núp đi rồi. Núp anh Golem đập. Anh ấy đang dí núp. Rồi xong, núp chết rồi. Ấy cho anh vào đi, trời ơi anh ơi, vào trong đi. Ôi. Ấy xin đỡ, trời ơi càng nguy hiểm quá. Sao thế nhỉ? Anh ơi, này bánh mì này Vanh. Bánh mì. Anh đúng không? Đồ ơi, tôi đúng không có gì đâu. Anh lấy bánh mì đấy, anh lấy bánh mì thôi. Anh lấy bánh mì thôi. Núp ơi, chạy vào gần đây đi núp. Đây là núp nghịch ở đây à, không sao. Làm gì? Vanh còn gỗ cho núp kìa. Không có đâu. Có thanh niên đứng gần, bị đẩy kìa. Ôi hỏi. Ơ sao ai cho cái xô đấy? Bị xeo. Ấy, thanh niên núp này đã bị xeo. Đấm nhầm. Đây. Làm sao? Ấy, Phanh vừa đấm trúng rồi phải không? Ta đấm vào đầu. Ê, ai rồi? Trời ơi, xin bánh mì thôi. Chỉ cần bánh mì là đủ rồi. Anh kìa. No. Dựa nha. Bình tĩnh. Ấy, kìa. Mình không đứng ở mép được. Cái này mép ghê á. Hạt luôn chắc anh này một đẩy quá. Ấy. Ấy kìa. Đẩy anh đi vào đi. Anh em không bị đẩy lùi. Anh em không bị đẩy lùi. Anh này không bị bật lùi. Mấy anh em cạn thôi. Đấy chỉ cần đánh nhau anh em một cái rồi anh ấy xử đẹp. Này có thanh niên vào đây nhá. Nhảy lên rồi. Này banh con xô tí banh múc lava của mấy thanh niên cho. Ok. Đấm tay không rồi.
Ui, Pisa chém trúng cái. Thanh niên này. Thanh niên nào đấy? Thanh niên nào đấy? Yếu, yếu lắm rồi. Yếu kìa, yếu, yếu, Pisa chém. Pisa chém con đi luôn. Đây, đây, đây. Đây, sang đây, sang đây, sang đây, sang đây, sang đây. Sang đây rồi, sang đây rồi, sang đây rồi. Từ từ nha, từ từ nha, từ từ nha. Núp canh về đấy xem có thanh niên nào vứt bánh mì không? Kìa 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 kìa. Đây, bên này, bên này trao đổi bánh mì như này. Không thể đâu. Một chém rồi. Thả luôn anh Golem đi ra giữa đây cho nó sợ. No. Đây thế nhở. Một. Một thanh niên đi. Chết giả. Đẩy anh Golem ra giữa. Ờ mà anh ấy có bị đẩy lùi đâu mà ra giữa làm chi ra. Ồ, anh ấy tìm về cội nguồn kìa. Sao cái này rồi, lúc... anh đang đi quay lại. Nó đập cái này đã. Ê, bị cháy kìa. Ê. Nước đâu? Nước đâu bây giờ lấy ra nước. Ok, nước đâu. Có là tiền đâu rồi, có là tiền đâu rồi. Cái này phải thắng rồi mọi người, phải cho ai hát. Cái này mà... Chúng ta phải tìm sắt đi, chúng ta tìm sắt chặt anh đấy nè. Lấy đâu ra sắt bây giờ? Làm đất thế. Đá còn không có lấy đâu sắt. Ê, lại cái đất kìa. Thả luôn bây giờ. Khó quá. Giải pháp bây giờ là gì đây? Sorry vì đã thả anh ra. Đào đất, 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 đào đất lấp anh đi lại. Ấy, thích kiếm dây đô vừa đào không đất đây này. Đây, nó đang đi xung quanh đánh vừa đây. Anh đang chán đời quá, anh ông nhảy tự tử này. Bây giờ bánh nhất là đã bánh múc cái xô đấy chứ. Ok. Anh em đặt ấy đây tàng hình mình biết sao được anh em đặt hướng nào. Bánh sẽ nhấn liên tục. Nhấn liên tục à? Ok. Hay thế nhỉ? Kỹ thuật hay thế nhỉ? Chiến thuật. Hảo chiến thuật. Đúng là chiến thuật. Văn à, đúng là chiến thuật. Có sắt còn cho anh đi ăn là thôi đây là ta bất tử đấy. Văn chiến thuật. Bánh... Không, bánh múc thì vậy dây nó không thấy nữa. Trời ơi, nghĩ gì? Đi vào anh. Không, anh không thích vào. Ơ kìa, kìa. Vì xem có nhiều đất đó, vì xem 17 cục đây rồi. Cho xin ít đồ ăn à. Ê, đằng sau kìa. Đây, sau ấy, vì này vứt rồi đấy. Ê, thanh niên nhặt luôn rồi. Vì xem nhặt mà. Đứng, trời ơi. Quay cái lại, quay cái lại. Mấy thanh niên cứ chia nhau bánh mì ra xem anh ấy sắp chết rồi này. Nhốt đâu, đừng nhốt, bây giờ nhốt rồi. Nhốt rồi, bây giờ che hết chân vào, che hết chân vào. Nhốt rồi, che chân anh đấy vẫn đấy à. Ở về chia anh ấy bạn. Đây này, tất nhiên là đây này. Tất nhiên đâu là ba. Khó chịu tí nhỉ. Được số là ba ngon thế nhỉ. Bánh spam múc rồi. Không, bây giờ bây giờ. Ấy, sao bánh bị cháy? Ơ kìa. Ui, tất nhiên đổ đấy mà. Khó quá, trời ơi. Đấy đó, bên này còn hở chân bên này anh em. Ở chân bên này. Ê à. Rồi, đâu thì nhìn chết queo, chết cháy rồi. Đâu kìa. Nhanh. Rồi xong chết. Đi anh Golem rồi. Tự nhiên game 2 này, tự nhiên mình được cái solo lava gọi là. Thôi giỡn đi, còn một mảng đó vô đâu đánh đi. Ờ, ha, quên mất. Giờ mới khó này. Đơn giản. Đơn giản. Kiếm sao. Hết đồ ăn không? Kiếm cái gì? Tôi dê mà. Ôi giời ơi, một mạng trên chiếc thuật mắc lên càng. Cái luôn rồi. Ghê lẹo cái gì đâu. Pizza chết cháy luôn rồi. Ôi da. Xin nhá. Cay đấy, này nhìn đặt luôn đi kìa. Bánh mì bên trên kìa, núp bánh mì bên trên kìa, bánh mì bên trên kìa. Xin nhá. Trên này. Ây da. Đi. Đúng cầu quá. Hai rồi. Chết kìa, ôi ôi. Thì cái núp thì sập số lava rồi. Yo, ghê á, ghê nhá. Chứ nào? Rồi. Ơi, ta có số lava. Ta không. Cái này mình vừa cháy phát là mình lộ nguyên hình ngay đấy. Không, nhưng mà thực ra lúc có mỗi mấy cái xẻng đây. À đây có kiếm này. Ôi. Xin là xin. Cày đi, còn một cày, còn sợ. Một người nữa mà đà tôi luôn tính ra đúng chết ở sau một giây luôn à. Cày thật sự, nhưng mà không sao mọi người, ngày hôm nay chúng ta đã tiêu diệt được anh Golem rồi, gọi là kỷ lục rồi đấy. Tự nhiên được Solava gọi là thay đổi tình thế luôn. Uầy, thanh niên núp chết ngay sau đó kìa, dụng Solava ra kìa. Thì lúc đổ ở đây, lúc đổ ở đây cái lava tràn ra là vừa lúc cũng bị cháy. Trời ơi, còn một giây nữa rồi tôi giành chiến thắng, nhưng không sao mọi người. Ngày hôm nay thì game này gọi là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi.
Ok bạn ơi, ngày hôm nay clip mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Đấy, nếu bạn thích mình làm những cái thử thách người tặng hình bảo vệ con gì ở trên những cái chế độ khác nhau thì bạn nhớ comment ý kiến mọi người nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả thành viên Nook Team ấn đăng ký của Hùng mọi người nữa. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye. Bye bye.